Hiện tại là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại gia đình anh Tư. Là xã gì anh nhỉ? Em quên tên rồi. Yên Lương, Thanh Sơn. Rồi, xã Yên Lương, Thanh Sơn họ đây. Hôm nay là ngày 22 Tết rồi. Đấy, hôm nay bên xưởng là bàn giao cho gia đình anh Tư một bộ ghế Minh Quốc Đào Chim tay 12 gỗ hương đá. Đấy, vừa bàn giao vào cho gia đình đây, như là chủ nhân của bộ sản phẩm đây. Anh ngồi luôn đây, ngồi thử luôn một chủ nhân bộ ghế luôn để... Đấy, bộ này là 6 món tay 12 quý vị nhé. Đấy thì đấy, chủ nhân của bộ ghế đây, để em xin anh ý kiến phỏng vấn anh một chút luôn nào. Đấy, biết là anh biết xưởng của em qua kênh nhà biết từ lâu chưa, với lại đấy, bộ ghế này mình cũng theo dõi kênh này hơn một năm nay rồi. Đấy, thì hôm nay có quyết định là đóng bộ án này, thì ra mình thấy bộ sản phẩm gia đình mình đóng rất là ưng ý, nhưng mình không chê được điểm nào cả. Cảm ơn xưởng. Cũng đầu xuân năm mới thì mình chúc xưởng sang năm mới có nhiều bộ cho người dùng hơn nữa. Rất nhiều. Rất cảm ơn nhé. Và cũng nhân tiện chúc anh và gia đình chuẩn bị năm mới là nhiều sức khỏe nhé, làm ăn phát tài nhé. Vâng ạ. Rồi em giới thiệu. Vâng ạ. Em quay qua bộ ghế đã. Bộ đây hình chiếc đoàn dài vị nhé. Đoàn dài kích thước là dài 2 mét. Đấy, anh đặt bên xưởng là hàng dày, nghĩa là quân tranh 4 này. Quân tranh 4 ván 2, hàng phổ thông chỉ có 2,5 cân thôi. Đây quân tranh 4. Đấy, như là hàng chọn gỗ chọn vân đấy, vân gỗ chọn này, đường nét đục chạm, đục chạm rất là sắc nét đây. Yeah, xem đường nét đục chạm này, ván mặt đây, tổng thành bộ 6 món tay 12. Bàn là bàn ngăn kéo, bàn ngăn kéo rất là dày rộng. Quý khách hàng là có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Thọ. Số điện thoại là 0957 50086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ok.